Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay quay lên chiếc xe Innova, giá thành rẻ nè, mà đời 2018 mà có cân bằng điện tử luôn anh chị. Innova số sàn nha, xe màu đồng ánh kim. Xe này thì hôm trước thì Thắng có nhận cọc của một anh khách hàng á anh chị, nhưng mà anh không, anh nhận cọc lâu quá rồi nhưng mà anh không có lên thanh toán á, cho nên là bên Thắng hủy hợp đồng nha, hủy hợp đồng và chào bán lại mẫu xe này. Tại vì xe á thì kể từ lúc mà anh chị nhận đặt cọc á cho đến lúc mà anh chị đóng đủ tiền và nhận xe á thì bên Thắng chỉ giữ được cho anh chị khoảng tối đa một tháng thôi, nhưng mà để lâu quá thì bên Thắng không có giữ được nha, tại vì nó còn ảnh hưởng rất là nhiều thứ anh chị. Ví dụ như là xe càng ngày càng giảm nè, rồi để lâu á thì phải hàng ngày phải vệ sinh chăm sóc này nọ lại. Rồi cái thứ hai nữa thì hiện tại bây giờ á thì cái lượng xe không còn nhiều để mà bán anh chị, bên Thắng bắt buộc phải giải quyết cho nhanh từng xe đó. Thì đó là về chiếc Innova 2018 này đó, khách hàng cọc rồi nhưng mà không có lên đóng tiền á, cho nên là mình Thắng bán lại đó. Xe này thì km hiện tại đang là 119.195 cây anh chị đó, 2018 số sàn nha, chuẩn km luôn đó. Có các bạn đã bán để sẵn trên xe luôn nè anh chị đó. Nhưng mà khách hàng không có lên đóng tiền cho nên mình Thắng chào bán lại đó, 2018 nha, màu đồng ánh kim. Xe này thì có trang bị ghế da, rồi đầu DVD thì nữa bên Thắng sẽ tặng cho anh chị. Đầu hiện tại đầu CD nè, nữa thì Thắng sẽ tặng cho anh chị cái đầu DVD nha. Bên trên có một trần nè, tắp bi, lốp thì được thay mới rồi anh chị, con thì cũng cho làm lại rồi. Tại vì xe Innova anh chị đi khoảng độ 70-80 ngàn cây là chúng ta phải làm lại cái bố ly hợp á, thì nó rơi khoảng 12-13 triệu, thì bên Thắng cũng cho làm lại cho anh chị rồi. Về xe cũ tại hãng thì sẽ phải làm chỉnh chu nhất để cho anh chị mua về á, thì chúng ta chỉ có dùng thôi chứ không có cần phải đi đâu làm cái này làm cái kia anh chị. Mua về nhiều khi cái chi phí sửa chữa anh chị nó nhiều á, rồi đòi giá thành xe lên. Còn bên Thắng là cái giá bán của một chiếc xe á là nó bao gồm hết những cái chi phí phát sinh như là routine rơ nè, rồi phục xì nè, hay là lớp mòn, hay là con bị nặng nè đó. Thì anh chị đi vô hãng chúng ta mua xe thì chúng ta sẽ được những cái giá trị đó, cho nên là anh chị hay nói là tại sao hãng bán ra cái xe cao hơn bên ngoài 20-30, có xe lại 40-50, nhưng mà giá trị chị nhận được nhiều hơn nha đó. Tiền nào của ấy thôi anh chị, chứ bây giờ không có gì ngon bổ rẻ đâu đó. Rồi lớp nè anh chị nè, lớp thay mới nó dày luôn. Đối với chiếc lớp này anh chị đi khoảng độ 40-50 ngàn cây nữa chúng ta mới thay nha đó. Màu đồng ánh kim rất là đẹp anh chị. Ở xe này thì 2018 cho nên là vẫn còn hỗ trợ trả góp ngân hàng nha anh chị đó. Anh chị trả trước 30% thôi, chúng ta góp được 3 năm nha. Và giá chào bán đối với mẫu xe này là 510 triệu nha anh chị. 510 triệu đó. Xe có chạy sàn rồi, xe thì bên Thắng cũng hoàn thiện xong hết trơn rồi anh chị, xong cái khâu kiểm tra chất lượng là làm đẹp xong hết rồi đó. Anh chị lên coi xe ưng ý chúng ta có thể nhận xe luôn nha. Hồ sơ gốc thì bên Thắng hỗ trợ rút cho mình, bốn chiếc lớp ngon lành đó anh chị. Rồi đăng kiểm đường bộ là cũng hết đăng kiểm đường bộ luôn rồi nè, bên Thắng sẽ hỗ trợ làm mới cho anh chị nha, đăng kiểm mới, đóng đường bộ mới cho anh chị luôn. Để lâu quá rồi, để hơn cũng một tháng trời á anh chị, tháng trời. Thì hôm nay Thắng quay lại để cho anh chị nào đang có nhu cầu vào dòng này á thì cứ liên hệ với Thắng nha, rồi Thắng sẽ trao đổi anh chị cụ thể hơn. Innova 2018 số sàn đi được 119 ngàn cây, giá chào bán là 510 nha. Rồi anh chị quan tâm thì cứ liên hệ với Thắng. Xin chào và hẹn lại anh chị ở những video lần sau nha.